Kỷ Hợi đến rồi mọi người ơi. Cả nhà chúng tôi và Việt Nam Tươi Đẹp đã có những ngày qua khám phá Tết Nguyên Đán phương Nam rất là vui vẻ và thú vị. Quỳnh Trang được mẹ Phi Nhung, chú Trung Dân và mọi người chỉ dạy rất là nhiều điều hay về phong tục cổ truyền Tết Việt Nam. Lần đầu tiên, Quỳnh Trang được tận tay hái trái cây nè, làm mứt, đi chợ Tết và tận hưởng không khí sum vầy bình dị nhưng mà rất là ấm cúng của người dân phương Nam. Còn hôm nay, chúng tôi sẽ đi cùng nhau du xuân, tham quan vui chơi khắp mọi nơi. Mọi người ơi, cùng đi với chúng tôi nha! Xin chào mọi người. Mọi người ăn Tết có vui không? Mọi người có nhớ gia đình tôi không nè? Ai cũng mặc áo dài đẹp hết. Thôi giờ mình đi chụp hình rồi mình đi du xuân nha không? Đúng rồi. Nghe nói có cái vườn hoa này đẹp lắm. Vô đó tha hồ mà ngắm cảnh mà chụp hình. Đi vô. Mình vô đi. Anh cho hỏi là cái vườn hoa này anh trồng nay được bao nhiêu năm rồi? Dạ, vườn hoa này thì gia đình làm được khai trương hồi năm ngoái, đúng một năm rồi anh. Dạ, cái một ngày vậy là cái lượng khách vô đây ngắm hoa rồi chụp hình là bao nhiêu anh? Những ngày thường thì khoảng trăm mấy khách, còn nếu mà thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì 300-400. Bà Nhung. Dạ. Tôi đố bà Nhung chứ cái hoa màu tím này người ta kêu là hoa gì? Hoa màu tím. Đơn giản nó là cúc. Ủa hoa cúc tím? Đúng không anh? Dạ. Hoa cúc tím. Nó còn có tên là thạch thảo đó. Đó. À, hoa thạch thảo. Ủa hoa thạch thảo đâu này? Nè. Bây giờ thấy tôi đứng trong cái tôi lạc vào rừng hoa nè, mọi người thấy tôi làm sao? Trời ơi, anh đẹp quá mà Dân ơi. chú cái hồ lô đó là cái thì cái giả vậy chú? Thiệt á, như người Việt mình kêu cái đó là bầu ve. Bầu ve. Đúng không anh? Bây giờ mình qua mình coi mấy cái trái bầu ve. Bàn tung bay kìa muôn phấn hoa. Ủa? Ai hát giống em quá vậy? Ai hát bài của em vậy? Tôi không biết. Bên kia kìa. Bên kia. Đi lại coi không? Đi lại coi không? Đi lại. Từ từ. Đây nè, có anh đó dắt rồi cho nên tôi mới đi. Hai chân, một chân dưới, chân trên. Đừng có đi hai người, gãy cầu. Yeah. À, lần đầu tiên nữ ca sĩ Phi Nhung qua được cây cầu vừa. Còn con nữa. Thắm cho hoa được bền lâu, ơi anh hỡi, mình vừa biết nhau, mình gặp nhau chốn đây mà lòng càng thêm ngất ngây. Oh, hello em, qua đây chơi đi. Mày đừng té. Đó, cái giò mới kéo mà không cẩn thận gì trên trời à. Trời, cái bài của em rồi hát của chị hát lâu lắm luôn rồi đó. Đâu đâu hát lại đi, cho anh Trung Dân nghe đi. Hát đi. Bướm bạn tung bay kìa muôn phấn hoa, trăm hoa nở cùng theo bước em về. Muôn hai sừng cánh hoa hồng đã thắm ven đường. Tăng 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 tă
mình gặp nhau chốn đây mà lòng càng thêm ngất ngây. Trời ơi, hai em tên gì vậy? Dạ, dạ em tên là Su Su, còn em là Tâm Thảo. Vậy hả? Ai là hai em chắc ca ca sĩ phải không? Dạ, thì em hát lô tô. Wow, ý lô tô. Đó đó, ca thử một câu lô tô, chị nghe thử đi. Lô tô phải không? Tô gì ra cơ ra con mấy gì ra làng tôi nghe đông đưa mấy nhịp cầu tre làng bên băng qua kinh nói từng miền quê buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè lần mà nghe ai hát đêm ngày là con số hai đêm ngày là con số hai con số gì đây cái nhà em dốt cái cột mà em xiên em mướn thợ nhiều làm cho thật tốt là con 50 con mốt 50 con mốt con mấy gì ra là con mấy gì ra cơ ra con mấy gì ra nửa đêm em thức em nấu cơm chứ anh ăn không được anh dậy em ơi là con số ba. Cái gì vậy? Cái chết kỳ vậy? Cái gì kỳ? Tôi đâu quá biết cái đó. Tôi đặt ra tại chỗ tôi hát luôn à. Yeah. Đây nè mấy em, bây giờ tụi chị đi đi lên chùa cầu nguyện Tết, mấy em đi chứ chị không? À, dạ, nếu mà có được cái cơ hội mà được đồng hành cùng với chị và chú và đây các tất cả mọi người ở đây thì rất là vui đối với hai em. Bây giờ thì cái group của chúng ta đi sẽ đi lên chùa. Chàng nghe chú Trung Dân nói á, nơi mà cả đoàn sắp đến là một di tích lịch sử rất là nổi tiếng ở miền Tây luôn. Các du khách nè, người dân thập phương hay lui đến đây để tham quan và cầu nguyện rất là đông đúc, đặc biệt là trong những ngày Tết này. Nhưng mà hôm nay, ngoài việc đi chùa hái lộc như mọi năm, thì chúng tôi cùng với Việt Nam Tươi Đẹp còn chuẩn bị rất là nhiều phần quà dành tặng cho bà con khó khăn ở khu vực này. Chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình là điều mà mẹ Nhung lúc nào cũng nhắn nhủ với chị em Trang. Của các ông bà, cô bác xung quanh khi mà thấy đoàn Việt Nam Tươi Đẹp ghé thăm, tự nhiên Quỳnh Trang cũng cảm thấy vui lây. Chúng tôi nhanh chóng vào khu vực đó và cùng nhau tận tay chuẩn bị từng phần quà để gửi đến bà con cô bác. Những món quà của ít lòng nhiều này như lọc may mắn đầu năm mà Việt Nam Tươi Đẹp muốn gửi đến bà con vậy đó. Kính chào mọi người. Kính thưa trụ trì chùa Bửu Lâm, Bửu Tự, chính quyền địa phương. Kính thưa bà con, cô bác và các Phật tử có mặt hôm nay. Hôm nay Việt Nam Tươi Đẹp có mặt ở đây là một việc hết sức là ý nghĩa, phát quà cho nạn nhân chất độc da cam, những gia đình, những hộ còn gặp khó khăn. Con xin cảm ơn chùa Bửu Lâm Cổ Tự đã cho tạo cơ hội cho tất cả các chị em con nghệ sĩ đã đến đây chúc Tết quý vị. Và sau đây con cũng có chút xíu món quà nho nhỏ để tặng cho tất cả các cô, các chú, các bác. Đó là một cái tấm lòng nhỏ bé của chúng con gửi đến các cô, các chú. Mong rằng các cô, các chú có một năm thật là vui vẻ và ấm áp. Con xin cảm ơn. Bây
giờ Phi Nhung muốn cho Hồ Văn Cường với lại bếp ca sĩ Quỳnh Trang sẽ hát không hát chay một bài xuân để tặng cho quý vị nha. Vui đón xuân sang nghe bè năm mới năm nghe, trong mau tới bến dừng nêu ăn chè. Nghe gió heo bay sừng về trên khắp quê hương, ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên khắp quê tôi, em may áo mới về cho mặc khi xuân về. Chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi, vui cả quê nhà tràn hòa mùa xuân khai hoa. Kìa đồng quê đông vui đẹp quá, áo mới màu muôn sắc mùa xuân. Cùng chúc xuân, lời chúc xuân, xin mùa nắng mang thân mùa nhà. Tin cho chùa ngân nga trăm năm, đón trăm hái lọc đầu năm. Này bánh trưng, này nền mứt ngon, xuân quê hương tình thương đậm đà. Hết rồi ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ tổ chức phát quà. Đây là những cái món quà nhân những ngày Tết mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, một phần chia sẻ và cũng là thay cho lời chúc quý vị mạnh giỏi, hạnh phúc và luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh. Nhìn những mảnh đời bất hạnh, tất cả chúng tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động. Mẹ Nhung cũng không thể kìm được nước mắt. Những món quà này chính là tình cảm, là tấm lòng của gia đình Quỳnh Trang, của Chúa Trung Dân và của Việt Nam Tươi Đẹp. Chúng tôi mong rằng trong năm mới, ai ai cũng sẽ có được cuộc sống ấm no hơn, đủ đầy hơn và luôn có động lực phấn đấu trong cuộc sống, vì chung quanh vẫn còn có những tấm lòng hảo tâm luôn hướng về họ. Kính chúc ba mẹ phương an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Chào các bạn đến với phần câu hỏi dành cho khán giả của chương trình Việt Nam Tươi Đẹp. Chúng tôi sẽ chọn ra 3 khán giả có câu trả lời nhanh nhất, chính xác nhất thông qua fanpage Việt Nam Tươi Đẹp sẽ nhận được 3 bộ lịch nghệ sĩ năm mới 2019 cùng 3 DVD gala nhạc Việt Tết, kèm theo đó là bộ bao lì xì vô cùng độc đáo. Câu hỏi 1. Trong tập phim, nghệ sĩ nào đã may mắn đoạt giải thưởng Loto ở Hội Chợ? A. Phi Nhung. B. Hồ Văn Cường. C. Quỳnh Trang. D. Không ai hết. Câu hỏi 2. Bạn hãy dự đoán có bao nhiêu người trả lời chính xác đáp án câu hỏi trên. Đáp án câu hỏi chính sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Đừng vội chuyển kênh nhé! Phật thì nhà chùa cũng có chuẩn bị cơm để mời quý vị á là dùng bữa cơm chay với nhà chùa thân mật ha. Dạ. Phật cảm ơn thầy. Mẹ con Phi Nhung, hai người bạn này sẽ thay mặt con ở lại dùng cơm chùa với tỉnh xá. Thầy con phải đi chúc Tết nhiều nơi nữa, tại vì Tết cũng bận việc. Xin sư thầy thứ lỗi dùng. Dạ. Dạ dạ. Chúc mọi người mạnh giỏi. Nhiều. Cơm chiên. Dạ. Còn này là rau càng cua, rau dường đó. Món này là canh chua. Canh chua. Con này là canh kiểm. Canh kiểm. Cái món là món truyền thống của chùa. Dạ. Canh chua, canh kiểm là truyền thống. Món này là gì vậy thầy? Đó là mì căng xào xả. À là sắc sợi, sắc sợi. Căng xào xả.
ngon má chị. Con phải ăn thử canh kiểm đây là hình như là 20 năm rồi con mới thấy lại canh kiểm. Dạ vậy con mời thầy, mời mấy chị. Rồi, mời thầy, con mời chị. Mời quý vị dùng ngon miệng. Rất là ngon thầy ơi. Ngon quá cả nhà yêu ơi. Thật sự rất ngon. Thường thường là con thấy mấy nhà ăn chay mấy ngày Tết là như thế nào thầy? Thì người ta suy nghĩ là một năm người ta sẽ ăn chay, nó sẽ đem đến bình an may mắn cho cả năm. Cho nên là đầu năm thì người ta dùng chay để mang lại cái may mắn đầu năm. Dạ. Em con thấy có những gia đình đó thầy là Tết là ăn nguyên một tháng, tháng 1, tháng giêng mình á là ăn nguyên một tháng luôn. Kiểu như cầu may mắn vậy đó. Dạ. Chào con thay mặt cho tất cả các con của con với mấy bạn con. Cảm ơn thầy cho tụi con thưởng thức một buổi chay rất là ngon. Dạ em cũng xin phép được cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Bởi vì ngày hôm nay mà có chị, em và Tâm Thảo có được một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời vào cái mùa Tết này. Hạnh phúc khi được đồng hành cùng với thần tượng của mình đi làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Bây giờ em cũng sẽ có một món quà dành tặng cho chị. Đó là hai đứa em sẽ mời chị cùng đi du xuân đến với một cái nơi, đó là hội chợ Lô Tô. Oh, và là nơi tụi em sinh hoạt thường ngày. Đầy quá lâu rồi. Lì xì, mỗi người cái lọc đầu năm. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Con chúc thầy ở lại sức khỏe dồi dào. Rồi, thầy cũng vậy. Chúc cô được năm mới vạn sự như ý. Dạ, dạ, con cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn thầy. Thế thầy của con được đi. Rồi. Đi chơi lô tô. Đi chơi lô tô, đi hát lô tô. Dạ đúng rồi chị. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị. Chào mừng chị đã đến với đoàn lô tô của chúng em. Và đây là một đoàn lô tô ở miền Tây. Wow. Tết ở Việt Nam vui quá hả? Trời ơi, Tết rất là vui nha chị nha. Rồi, chơi vòng vòng trước lát mình sẽ chơi lô tô. Đây, đây là đây là gian hàng phóng phi tiêu. Trao tặng cho mấy Cường nè. Kính thưa tất cả quý vị, lời nói đầu tiên xin cho phép em là Susu được thay mặt cho đoàn Lô Tô xin gửi đến tất cả quý vị khán quý đang có mặt trong buổi tối hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và ngay bây giờ kính thưa quý vị, trong lễ này cô bác chị nào mà chưa có vé, mình cứ giơ ngón tay lên chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ bác chị mình luôn nha. Còn ngay bây giờ Susu xin phép được thay mặt cho toàn bộ anh chị em trong đoàn, mời quý vị hướng mắt về sân khấu và bắt đầu do show. Rồi, giờ sử quý vị ơi, nhớ giờ kỹ kỹ nha chị Phi Nhung ơi. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, lắm lắm mà nghĩ tôi chưa còn chờ. Sao đây ạ? Ra con mấy gì đây, mấy gì đây, số gì đây, con tên cả nghe tiếng bay của con, lọc má đây, trọng dân chúa. Sao đây ạ? Trong mắt tâm tư
trong làn khói sương. Đời thó nào mẹ cha mà lại đi bắt con lấy chồng. Lời mẹ hiền thiết ta mười mấy năm sống nơi quê nhà. Năm mươi ba cái số đầu tiên. Số gì đây mày, gì đây con, số gì đây mày, gì đây mày, gì đây con ba, gì đây em ngã xuống như bao người dũng sĩ. Lúc cuối cùng em là những ngôi sao, bàn chân em dẫm nắp bao xa. Em mãi đời đời là người con gái Việt Nam. 38 ai yêu quê hương ghé qua thăm người miền Tây yêu dấu. Nhà dân quê tôi tiếng chào nghe dễ thương thấu nát bọn người. Người dân thơ mẹ có điều lầm thôn ngất ngay tâm hồn của 34. 34 Lần đầu tiên Trang được chơi lô tô như thế này luôn. Không khí nhộn nhịp làm cho cả đoàn rất là háo hức. Quỳnh Trang được biết đây là trò chơi giải trí rất là được yêu thích ở các tỉnh miền Tây vào dịp Tết đến. Bà con đến đây vui chơi, giải trí không chỉ để tìm may mắn đầu năm mà còn để giao lưu với nhau nữa, thưởng thức văn nghệ nữa nè. Mọi người trong đoàn ai cũng hăng say dò số, Trang chơi liên tục mấy ván mà không biết chán luôn. Số 13 giờ đến kia qua đã có người đọc giải cho bác chị mình gửi số bò lên tiếng rồi nè. Rồi dò số cho chị ba. Trời ơi con với chị Phi Nhung đọc giải rồi nè. Rồi dòng loại này đã có chủ nhân đó. Trời ơi chắc qua hậu rồi không? Mừng không? Trời ơi. Lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên trong đời hả em? Lần đầu tiên trong đời. Rồi xin trao một phần quà của dòng loại lô tô này dành tặng cho bé Quỳnh Trang. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn đại gia đình của mình đã ghé. Cảm ơn cô Tô Bình Như. Năm mới, gia đình Phi Nhung chúc cho tất cả bà con cô bác của mình một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và vạn sự như ý ạ. Một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Và Phi Nhung cũng xin chúc cho đồng Lô Tô Bình Như lúc nào cũng đông khách như vậy. Đầu năm xuất hành du xuân thật là vui vẻ và ý nghĩa. Hy vọng rằng cả năm mới Quỳnh Trang cũng sẽ được may mắn và vui vẻ như hôm nay. Năm nay, chúng tôi đã có những trải nghiệm ngày Tết ở phương Nam rất là thú vị, mới mẻ cùng với Việt Nam tươi đẹp. Trong lòng Quỳnh Trang bây giờ thì có rất là nhiều cảm xúc, vui có, ngạc nhiên có, bất ngờ có và cảm động cũng có nữa. Chắc chắn đây sẽ là mùa Tết đáng nhớ nhất mà Quỳnh Trang cùng với mọi người sẽ không thể nào quên được. Và cuối cùng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả sẽ có một mùa Tết thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe nha. Trước khi kết thúc tập phim, Việt Nam Tươi Đẹp xin nhắc lại câu hỏi tuần này. Câu hỏi 1. Trong tập phim, nghệ sĩ nào đã may mắn đoạt giải thưởng Loto ở hội chợ? A. Phi Nhung. B. Hồ Văn Cường. C. Quỳnh Trang. D. Không ai hết. Câu hỏi 2. Bạn hãy dự đoán có bao nhiêu người trả lời chính xác đáp án câu hỏi trên. Ngay bây giờ, hãy nhanh tay truy cập fanpage Việt Nam Tươi Đẹp và trả lời câu hỏi để trở thành một trong những người may mắn nhất tuần này nhận được 3 bộ lịch nghệ sĩ năm mới đặc biệt cùng 3 DVD gala nhạc Việt Tết, kèm theo đó là bộ bao lì xì vô cùng độc đáo. Và nhớ luôn bật TV đón xem Việt Nam Tươi Đẹp vào lúc 17h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 để có những giây phút du lịch giải trí tại nhà nhé. Xin chào!